Rồi, xin chào anh chị em ha. Trong cái video ngày hôm nay thì ngày 2 tháng 7 2020 thì vào lúc 13 giờ 40 phút thì chúng ta cùng nhau phân tích chiến lược đầu tư chiều nay. Tôi chia sẻ cho anh chị em một số tín hiệu và nếu anh chị em nào có điều kiện thì có thể tham gia vào trong cái việc giao dịch để mang lại cái hiệu quả. Rồi, chúng ta đầu tiên chúng ta đang sử dụng cái nền tảng phần mềm là platform của Amega ha. Thì chúng ta đã phân tích ra giá này. Rồi chúng ta chọn là số ô ha. Đầu tiên thì hiện giờ là chúng ta xem từ trên xuống dưới nè. Trên số dụ như hôm nay là cặp euro này thì hiện giờ là nó bắt đầu nó ngấp nghé có tín hiệu vào rồi, nhưng mà chúng ta chưa vào được, chúng ta chờ, tạm thời chờ đi ha. Rồi cặp này là cặp UJ vẫn chưa, cặp GJ, rồi cặp GJ có tín hiệu mua vào rồi anh chị em ha. Anh chị em có thể mua dùng giá hiện tại là 134.3839 này nè, hoặc là anh chị 134.34 cũng được ha, mua dùng giá hiện tại là được nha. Rồi anh chị có thể chốt lời dùng giá là 135.2200 và anh chị dừng lỗ là 132.4009. Đó, được chưa? Đó là mua dùng giá này thì khả năng hôm nay chúng ta đã sẽ chiến thắng lệnh này. Thì ngày hôm qua chiến lược tôi đưa ra thì cặp GU mua lên thì một số anh chị em cũng đã chiến thắng rồi, thì chúc mừng anh chị em đạt được cái kết quả đó. Những anh chị em mà theo dõi cái kênh của tôi, ví dụ như kênh YouTube hoặc là những cái kênh tín hiệu, thì anh chị em sẽ có được cái phản hồi nhanh chóng. Ví dụ như là có tín hiệu nào thì khi vào thì tự động là có hệ thống nó sẽ gửi tin nhắn cho anh chị em, để do đó anh chị em có thể là tranh thủ để đăng ký tham gia những kênh đó để anh chị có được cái quyền lợi là nhận tin nhắn chiến lược sẽ sớm hơn nha. Rồi chúng ta tiếp tục, cặp là EJ này là cặp Euro với Yên Nhật, tín hiệu nó không đẹp bằng cặp GJ, do đó chúng ta bỏ này ha, chúng ta tạm thời bỏ nó đi. Cặp GU, ok, GU cũng vẫn có tín hiệu mua vào thì chúng ta thể mua dòng giá là 1 chấm là 202501 nha. Đó, anh chị có thể sử dụng phần mềm cái Pivot này, cái Pivot này thì tôi có hướng dẫn luôn để anh chị download về ha, lấy chúng ta download về đó, thì anh chị mua dùng giá này ha. Anh chị mua vào là dùng giá là 1.2501 thì anh chị chốt lời theo là, ví dụ như anh chị mua vào anh chị chốt lời dùng giá là 1 chấm nè, ở đây là 1 chấm là 2568 ha. Rồi anh chị có thể dừng lỗ dùng giá là như đây, dừng lỗ dùng giá là 1 chấm là 2303, được chưa? Đó anh chị lưu ý nha, chúng ta có thể là cặp gỗ chúng ta mua dùng giá hiện tại, chúng ta dừng lỗ về như vừa tôi vừa chia sẻ. Anh chị nào nếu quên anh chị mở cái video xem lại ha, tua lại để xem để chúng ta theo được chiến lược vào lệnh nha. Rồi kiếm sản phẩm kế tiếp, rồi không sản phẩm tốt, cặp ơ Phan Thị Sĩ ha, Euro Phan Thị Sĩ, cặp này thật ra nếu anh chị cũng có thể mua được, nhưng mà chị phải chấp nhận là phải chịu đựng là chờ 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 nó giá chạy nha. Ok, nếu cặp này anh chị mua dùng giá này nè, mua giá là 1 chấm là 0661 này, anh chị chốt lời lượng cả 20 pip thôi. Ví dụ chúng ta mua 1 chấm là 0661, chúng ta chốt lời là 10681 và tức 20 pip. Nha, nếu chúng ta mua cặp là Euro Thụy Sĩ nè nha. Rồi, ok, tiếp tục. Chúng ta dừng lỗ, chúng ta dừng lỗ theo Pivot. Được chưa? Dừng lỗ theo Pivot. Dừng lỗ theo Pivot. Thấy chưa? Đó. Rồi để download trong bài đâu thì lát nữa anh chị vô nè, anh chị vô trong trang đầu tư tại nhà nè, anh chị kéo chuột xuống nó có cái phần là indicator đó, indicator nè, anh chị click, anh chị download về anh chị cài đặt vô cái indicator thì anh chị sẽ có được công cụ giống như tôi. Rồi chúng ta tiếp tục ha, phân tích đi, lát nữa chúng ta sẽ có phần bổ sung thêm về những các cái công cụ hỗ trợ. Rồi cặp ơn nào tốt luôn, giờ út không có Canada không đẹp ha. Rồi New Zealand không đẹp ha. Ok, rồi chúng ta lướt điểm nhanh qua một số sản phẩm thì chúng ta tổng hợp lại, chúng ta sẽ có hai cái sản phẩm vào lệnh được, đó là cái cặp gì đây, thứ nhất là cặp gì rồi gì được này, đúng không, rồi gì được nè, đúng không, rồi cặp GU được luôn. Hai cái sản phẩm này chúng ta có tín hiệu tiềm năng, anh chị có thể giao dịch hai sản phẩm đây. Rồi ngoài ra anh chị có thể vào trong những cái muốn nâng cao kiến thức thì anh chị có thể vào trong cái trang là học forex trực tuyến.com, anh chị có thể đăng ký, anh chị sẽ nhận được cái khóa học trực tuyến của chúng tôi ha. Hoặc là anh chị có thể vào trong cái trang là còn nếu anh chị nào quan tâm được cái tín hiệu, anh chị có thể, cái này là tín hiệu trả phí ha, mà cũng có miễn miễn phí, thì đặc biệt là khi anh chị đăng ký vào đây nè thì nó sẽ có những tín hiệu miễn phí là trong cái khóm là cái room gọi là angel fund này của chúng tôi. Ngoài ra thì có smart trader này là tín hiệu có phí, tín hiệu có phí này thì anh chị muốn tìm hiểu về tín hiệu có phí thì anh chị có thể tìm cho trong trang là tín hiệu đầu tư.net, được chưa? Ở đây là có miễn phí đây, anh chị thấy nó gói nào phù hợp thì anh chị có thể mua sử dụng. Còn ở đây là ví dụ như anh chị vào trong đầu tư tại nhà, anh chị có thể là tín hiệu miễn phí thì anh chị bấm click vào đây ha, thì anh chị sẽ kết nối vô trong cái tín hiệu miễn phí
đó đây được chưa, đó khi có tín hiệu chiến lược chúng tôi sẽ chia sẻ vô đó, đó là cái hai công cụ để hỗ trợ chúng ta. Thì chúng ta có là học forex nè, trực tuyến nè, đúng không, tín hiệu đầu tư nè, rồi tín hiệu giao dịch miễn phí nè, đó thì anh chị lựa chọn cái nào phù hợp với anh chị nha. Rồi và ngoài ra thì anh chị có thể là mở cái tài khoản của bên Amega, anh chị vào trong đầu tư từ nhà, anh chị click vào banner đây để anh chị mở tài khoản Amega. Và khi mở cái tài khoản này thì anh chị có thể có được cái cơ hội là nhận được cái, anh chị đăng ký nè, sign up ha, đó. Rồi chọn ngôn ngữ là tiếng Việt, đó, rất đơn giản anh chị. Đúng chưa? Đó, còn không thôi nếu mà anh chị còn có, còn có nhiều cái trục trặc nữa thì anh chị có thể vào trong trang là Hoàng Ngọc Sơn, hoangngocson.com. Đó, anh chị vào trong hoangngocson.com thì trong đây là có cái phần chat nè. Chat đăng ký ở đây. Ha. À, nó sẽ có phần chat xuất hiện này, anh chị thì chat vào đây, anh chị gửi thông tin đây thì bên có hỗ trợ sẽ liên lạc với anh chị và để số điện thoại để hỗ trợ anh chị. Ví dụ như anh chị muốn quan tâm về cái gói tặng thưởng này ha, thì anh chị có thể liên hệ để chị nhận được cái gói đó. Đó đó thì cái tổng quan về cái chiến lược ngày hôm nay chúng ta và các công cụ hỗ trợ, cái trang hỗ trợ thì anh chị có thể tham gia. Rồi, dừng lại video ở đây. Trước khi kết thúc cái video này thì tôi xin tặng cho anh chị và các bạn một món quà vô cùng quý giá, đó là cái bộ sách nói mà chúng tôi đã sưu tầm được. Đây là bộ sách nó gồm có trên 50 cái audiobook. Anh chị và các bạn nên nghe một lần. Chúng ta không có nhiều thời gian trong cái việc mà chúng ta đọc sách thì chúng ta có thể nghe sách. Sau đó chúng ta lựa chọn những quyển sách hay, chúng ta có thể ra mua sách giấy về chúng ta đọc, chúng ta ghi chú lại để ủng hộ tác giả. Thì trong cái video này ngoài ra thì anh chị và các bạn có thể là nhận được 50 quyển sách nói này và nếu mà anh chị quan tâm nhiều hơn, anh chị muốn nhận nhiều hơn nữa thì chúng tôi tặng thêm cho anh chị là 80 quyển sách nữa. Đó, cái việc đơn giản là anh chị và các bạn chỉ việc là gì, để đăng ký rồi anh chị và các bạn điền tên ở đây, điền email để bấm gửi sách cho tôi thì bộ sách sẽ được gửi qua email cho anh chị và các bạn. Hy vọng rằng là với những cái món quà tuyệt vời này sẽ giúp cho anh chị và các bạn thay đổi được cái tư duy, giúp nâng lên được cái tầm nhìn và chúng ta có được bản lĩnh hơn trong cái việc chúng ta đầu tư trong lĩnh vực forex này. Và đó là một trong những cái bí quyết mà thành công của tôi mong rằng là anh chị sẽ cảm nhận được cái giá trị tuyệt vời này. Chúc anh chị và các bạn thành công. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Để có thể nhận thêm nhiều video mới và nhanh nhất thì anh chị có thể đăng ký kênh chúng tôi, anh chị nhấn vào trong nút subscribe và kế đó anh chị nhấn vào cái chuông, anh chị chọn ô thì có nghĩa là khi chúng tôi post lên những cái video về phân tích thị trường, tin nhắn chiến lược, rồi những kiến thức đầu tư vân vân thì anh chị có thể là những người nhận sớm nhất khi nó được thông báo qua bên cái notification của anh chị qua điện thoại, qua máy tính bảng hoặc là máy tính bàn. Để chúc anh chị nhận thêm nhiều giá trị tuyệt vời từ chúng tôi.